lại trên sân bùa giờ chú miền mùa à ai hỏi giờ thật thảo nó đi lọc cái sáng à ai hỏi nó bùi dù miền giờ chú dù miền giờ nó lọc cái giờ nó lọc cái hổ miền mùa ai bùa xa lăng tại bùa bằng rụt tỏi giờ nó đi mà chỉ nằm huyện nè nó cấp rụt tỏi tại bùa giờ nó nằm bèo này ai hít tăng nó giờ chịu tại bùa miền mùa chăm à bùa ta giờ mặc cả giờ mà nó lọc cái miền à nó sẽ tổng hiệu phán tổng hiệu à tổng phim phán tổng phim tổng ấy phán tổng ấy ai bữa ta thằng ấy bữa quăng tội liều bữa ấy bữa lò vườn hoa lò cho rồi chỗ nhận chỗ hấm và bữa 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 dù miền và tàu tất chỗ tất phào bữa lò cho tại bữa siêu cho bữa miền như vườn hoa siêu cho bữa miền như hoa nó bữa buôn đi quá ai hôm nay giờ chiều tới chăm nhà dân này biao chủ dân này cái như mùa này bữa miền mùa chăm tao giờ tao mang ồ xin cho yêu nhân rồi chẳng ô nghĩa thiêu yêu chia khỏe tha tôn kỳ nô đắc thọ tiêu chiều quê ở nhất có xoáy lô tông nhị xoáy hồ phải lô chưa tỏi bê ông nhẹ giảm phán nghị ô phán lưu yêu chẳng na nam băng lô yêu nhân bé trói nó sinh phụ vinh lô tại đầu cái nhậm ô thông nạn chất ô nhà lô ta lô thông à nam sắc nhẹ ôi nam tu vị quang à nhất lắm thiền độ song khó à hùng cha việt chân nhất độ tại lục khoai thông à thọ chấm nhà độ phế số nhân cha à lục thông ôi chính tu vị lòng à nhất lắm ô chân tu tu vị về chấm chân à phiền gần hê nhất sẽ có ô chính à yếm yếu chê lô là chỉ chăm cỏ tặng thanh này quá, cái tu cỏ mày qua bữa chậu qua tỏ khe như cháu mình quá, thì hoa mày chỗ con, ta con nó nón chim, ta bữa dù miền lào cai khoảng tỏi như này, nó nón tỏ này, mày nhìn hiểu hả, con nó nón vui nó sẽ hả, con tu à, thì hoa nó chỗ ta hả bền nhá phải vậy mà hả nhung bữa trống cái tu phải, con là bữa tỏi chín thắm, bữa mà sẽ phát triển được con này, hả tu bữa tỏi giờ món tu này. Bé con chân là y hoi vừa chỗ tu hôm nay con vừa cử nhổ hiu con vừa hải hiu nhìn làng chân hay mai mùa tỏi vừa cắp lúc mùa tỏi xăm hôm nay nó dâm đủ nóng xanh ha con sẽ con xăm nhổ con hải xăm con chỗ nhổ hải con chỗ cành chân y hoi tháng nay sẽ bắt liền mùa tỏi xuống hiu rảnh mùa tỏi xuống bằng quạt rảnh giờ con là vừa chỗ tu
lâu á quý hiếu hấp thức thảo lâu á y hoa sinh tài cấp thức mùa tỏi tài hải con hăng con vừa tổ thức bến nó vừa con hải dân dầu á là con kế chấn hải kế dân dầu y hoa sinh tài hữu thức vừa mài mùa tỏi hắn ai nó xong vừa mài thức vừa nhì miền nó xong thảo thức vừa nhì nồng xanh này cấp thức vừa nay là miền bữa hăng ở khoai nó nằm hoài tại quảng tỏi này bữa tại sạc khoai tại bữa bữa nó bữa phun mùa chủ mùa lan chủ lan như mà chạy chỗ nhà chỗ hôm ở là hà tề phải hà nó bữa bị gì nhiêu hầm nó bữa con ba đó bữa khoai tu nằm tổng này xe chỗ tại phun bắt liền mùa tỏi thảo này tại nuôi hữu tụ nuôi thảo dẻo nuôi lót mùa tỏi thứ nhất là lót mùa tỏi thứ nhì sẽ bây giờ số tư bây giờ trả tiền đúng bữa khỏi tư trả tình bữa con và tàu há tàu hữu há tàu sở tú bến xe núi nhỏ con tu quân và tiền bữa chỉ toàn hộ vậy bữa chỉ toàn hỏi nó trao số nhận số hộp vậy nuôi hữu tú là hộ chân mình lấy chim cò mèo bữa hữu tú là Việt Nam quân này qua Nam Uy ở biển Hùng Chim giờ đi huyện Ba Chế tỉnh Quảng Ninh này cò mèo mà hay nhiều và hay chỗ và chỗ thảo miền mùa nó vừa du miền nó phải con ham thảo bữa con qua nhà bữa miền xe mài tàu hùng bu nhi cú bu nhi thái bu nhi nghe ba trên đảng vừa tổ sắp xếp cả ba con y chẳng xe bu nhi phun bu nhi pháp bu nhi nghe ba con y chẳng này Việt Nam quốc con tin nhỉ phe cả nhóm quốc ba nửa vừa xuống chỗ để bu nhi lấy nhà nửa tiếp tu ba nhà bu nhi ông thái ông nghe ba họ dần tài xin tu nhìn dần cho mỉu ba ăn chân nhìn ra này chẳng chân nhìn vừa con thảo vào nhà Việt Nam như cua này kềnh chân từ nhất dùng vừa sổ hai nó con thảo y sản với vừa giấm nồng sen này Lào Cai sẽ càng khỏi tu của nhì tiền hùng nhỉ vậy con muốn thứ hải và phát liền vừa cùng thu phiền thảo tài giấm đi ba trẻ Quảng Ninh sen này để vừa sổ tu để vừa khỏi tu là nó nửa này chỗ mà xe quay chúc mùa tỏi vua cấp thứ hai xe vừa ở cùng phiền thảo nước vua bác bắt liền mình ra ở thảo là nông hoài cùng phiền thảo này nông hoài xe vua ở thằng vua con vua mày heo xe vua ở mình cứ thảo này giờ vua vua tiểu hung tiểu hung quân nên trong ấy chi hả con vua nhà lấy chi có mày lấy chi mày mua hả này ép quá tức bằng mày mua mày giờ qua YouTube mà một ly channel như mùa sau à một ly channel rồi tổ tàu mùa na y hoa yêu quan tỏi na lọc cái xe na y hoa túc quan tỏi à mùa mẹ ta thảo na y hoa na bữa lọc cái và yêu miệng bữa quan tỏi mẹ hè hè hà nó hè dài nhá phe hè hà nó các bạn à có cho mùa tỏi y hoa rất vinh dự được nghe có chào vận chẩn nghe phỏng vấn cả vậy là y hoa túc quan mùa tỏi phát liền đại biểu như này như mùa hè 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 lại chỉ trong mấy mùa mà y hoa ta thảo nó nằm là yên na bữa mẹ mùa tốt hoàn toàn là mẹ tổ chiều hồ chiều tổ tu hành nhung nha phá quả vừa nửa vừa con chía tiêu vừa bù vừa mùa mẹ hồ tại chiều hồ chiều tổ tu hành nhung nha phá thứ nhất là nghe quảng cứ mùa tỏi quảng tất cả nghe các huyện về hội tụ tận này thứ hai là dân non quê nên mà dân nhung dệt tiêu lễ dệt tiêu nghe công việc vừa truyền đạt quân tất cả nghe mùa tỏi tôi hiểu kể cả riêng như bản thân như tuổi học hỏi phương thể thăm đấy thì tôi con hay thăm lấy chim mày mua mày với YouTube ăn Việt Nam quân này vừa còn nằm tiền hùng chim như đi huyện Ba Chế tỉnh Quảng Ninh này huyện Ba Chế tỉnh Quảng Ninh ở miền mùa sắp thế mùa mày ham thảo mày ở miền nhà nó chim ngập phá như mùa là hát chuẩn này ta sẵn sàng để nghe quảng tất cả vừa nhì miền như này cả nước bữa ham chơi bữa là nóng chim bữa ta mì nhau hả mì nghe lại chơi sao ở miền mùa ta nóng chim là miền mùa ra rồi kiểu chơi mì gì hả lại chơi sao mấy mùa mày bắt lên mùa tỏi nghe đăng ký kênh phun nhau á anh chào vân chẳng đó nghe yêu phun kiểu nào nghe có như tình yêu như lục khui á lại chơi sao mấy mùa mày hắm bán tao mùa này chỗ mầm đi channel hả miền mùa trăm tiền thảo này như kênh hả nhóm với YouTube hả bấm đi channel để mở cái nền nát nó liền rồi thảo mày như cái ở subscribe chỗ nát nó liền chưa nhìn video để chi lấy chi xong tất cả cỏ mày rồi cỏ như bùa heo tẻ nhau rồi y hoa bướm quang tỏi này cỏ như bùa heo tẻ nhau rồi y hoa nha bùng ống sền nọ ống sền yếm hắn tỏ nguyên hắn tỏ xét yếm kia nha spa nguyên
Sapa Việt lấy chi trăm giúp quả cỏ mày. Hai miền mưa này có giờ Sapa Việt trăm cỏ ạ. Yêu hai thọ thần lào cái sen này vừa yêu miền quảng tỏi cỏ mày. Hai hắn nó hai giao cho phe hai họ bị hiu phe họ. Sắm tại vừa cái miền nhớ lùa hoa trong chỗ ấy quân nhiệm chiến thế quỷ hoa vừa lào cái miền mùa tỏi này vừa tổ chức mùa tỏi rất là dài. Qua vừa lọc bọc một tòa chia phì mà một con là dòi vừa cái miền đến miền phì một con phường chia phì một tụ lọc một tòa nhau hải vừa hải đi dô vừa mới tài một bản sắp nó y hoa ta thần này nó vừa chỗ con nó tèo nó vừa khóa tiếp con nó tèo nó cho con chia tiểu ép vừa có mẹ hố tôi hải nhưng mà phải hố đó trong thật sự là trong tụ hải chỗ nhà chở hâm chỗ quay bữa hố bữa yêu miền nhớ sầu lễ có hố ta nhau miền sầu lễ cho con thể vừa ra trong hố tôi liều có mở con cho mày cho một chút chủ cho hải vừa quản tài phun nước sụt chuẩn nó, giảm hết này nó. Mà có mấy hôm tè bữa yêu miền như chim ha nó bữa chú khói chăm rồi bia ti hiểu nó phe về phe chú khói á. Hả gì tổ hắn nó vừa một tuần rồi tôi hiu nhỏ chú ẻ khói chăm một tuần vừa tuần chăm tè. Yên hiểu khói rồi ó. Yên hiểu xem sự con ham mai cho hộ bữa sẽ yên rụt nó sự con mai cho hộ bữa khói yên rụt nó. Một tuần vừa chăm thì yêu thức chăm. À, yên tôi hiu tại bữa yên hiểu bữa Việt Nam quân á, nó sẽ tổ biên hùng chim như địa bá chế Quảng Ninh lại. Chỗ tao rồi nó có à bé có mẹ hâm thảo với ở mình là gì áo phép à mà cả thằng nó hộ bữa con tu mà chẳng hộ bữa cho hâm thảo một tội bữa thằng mình không ạ rồi mình ờ là rồi mình hả bữa tao rồi mình quang tội miền quang miền hả bữa yêu miền như lấy ạ hay là nó thế bữa yêu miền bữa thằng chủ bữa tội xa làng cho nhận hớp bữa cho bữa chẳng bữa kia miền lấy bữa miền toàn lấy bữa thằng chủ quang tu bữa thằng chủ là chỉ có sao mày có quang tại mình là biên phủ mình biên phủ mình tôi quang bữa hít tôi yêu nam bữa yêu miền lào cai bữa tổ chức là quang hiên ba hít tôi cỏ mày ấy chỗ ấy tàu phó là bữa phó nhóm này lại một cách chặt chẽ hơn à yêu hoa cỏ mày hè yêu hoa quang toại hay nó hè giao phén cái giao phải vẽ mà hải nhung bữa hè trúng cái tôi nha phải con buồn vừa nhìn phẩm nhìn màu như con nghi buổi tiền mình như dâm nha bảo tàng biển lào cai xanh như là quốc Việt Nam cũng y hoài tổ chức nên nó hội nghị với tôi miền và quan tỏi hiện nay là cái xanh thì cũng con của vừa ba liền là bộ miền của y miền vừa rồi tổng nhau vừa ba nhà hiểu với nhà tiền đảng y miền câu y miền dung y miền sầu giảng y miền tổng thụ như quẩn lui hố vừa lần rồi vừa phải phát liên với tủ liều này tại lực tiêu hoa với đủ nghĩa nó thể hiện tới mùi y miền với quảng tỉnh tổ lễ quảng tỉnh sâu dạng quảng tỉnh lưu hồ tổng thụ vừa thức nhẹ cuộn vừa nhận hiếp tụ vừa y miền tính vừa y miền tính tự đảm vừa mai vừa mặt chuẩn mặt cuộn hết phút bó tỉnh phút tan tỉnh chiến năm cuộn y hoa như công năng thì cũng tụ ỏi hát thỏ vừa phát liên y miền vừa lầm gọi tổng hiếu vừa tối nhận dâm hít bây dâm trật tây tập phung dâm bạch hà lan phụ tập phung vừa phá liền tổng hiệu tại vừa tổ nhận tổ hốp và bây giờ hà lan tập phung thì vừa nhà cụ ê vừa nằm tập phung vừa nằm cụ yên tổ lệ vừa y mẹn vừa tổ hiệu tổ nhận tổ hốp vừa liền tổ nhẹ vừa 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 tổng hiệu gọi là mình tài vừa có ba vừa liều với nhà vận hóa và tôi nhận tôi nhận bản trao thì như hiểu tiền này nó hai con nhận trăm lấy chi có mày y hoa bước bằng tỏi tạo yên á hiếu tôi chở hoa năm bữa miền nên coi nông vị đi Quảng Ninh này tiền hùng chim này có mày mà hay nhung hoa mới thủy thảo bây giờ chú miền mùa như này Việt Nam cua phải cua phải chủ công tổ phun tổ dầu giờ nó nói hoa nó nằm hội nghị đó bây giờ tổ chức tại cùng hỏi nhà phun thở vừa phát liên miền trăm bây giờ miền Nam cua Việt Nam tập phun này Việt Nam cua này đó nhà chim nhỉ chắn nhi bữa coi năm buổi dâm đưa nhà Quảng Ninh huyện Ba Ché tỉnh Quảng Ninh và bữa con hiểu tiền hùng chip đó và giờ tổ quả phun cũng là tổ dầu tổ có thì có tổ ỏi bữa phát hiện im lặng lần rồi chuẩn điên họ tiền hùng chip bữa dâm mà Quảng Ninh này Ba Ché này bữa lần rồi bữa tiểu hùng bữa như ông Thái bữa như hùng
tư đảng với tema dùng thuật búa tài em là huyện Ba Trận tỉnh Quảng Ninh là bộ tuần đảng của cô cô biểu là chuyện đó nhà cô tổ ỏi bữa ba liền bữa im miệng tùng hiệu luôn rồi tuần này là chi là chi bữa phương toàn nào là chi mà tấp quang mày ai đó giúp bà mày tao thảo nó nông vi nào ở bữa quang miền là yêu miền nó lau cai quang tỏi tao rồi nè hải dài có mấy bà tư du nhập không mà có ở bữa yêu miền như du nó bữa yêu hoa mấy quân nó bữa tổ chức tao à bữa nay Việt Nam tổ chức tao bảo ta to mày có kiểu chạy bữa yêu bữa cả cái hoa tao thảo nó mà vi đã quang tỏi hải hả nó hiện sĩ em pia hắn tu mi hà đai yên kem quả chế mai bu miền rồi hang na chăm như ta tu thảo khoái na tỏng tại hang na tu bu miền như ta tu quán bu y miền mai tu rồi đó na chăm y miền đây sẽ có y miền đó có trọng trụ chế nhu quán ta tao tu quán rồi y mai cái như tu tao xiang tu tại phường bu y miền hang nó hai như cái trên hải lãnh trình tu đau nhẹ tùng chỗ con nó tẩy bu khoái chất nó nóng khoái tại là chi ở nha là chi mà mua mà hắn bà thảo na bữa chưa phải chưa mua bữa mía nhé mà nó biên hùng chi mía đi huyện Ba Chế thì Quảng Ninh này mà mua mà chủ cha tỏi nam mình thả nó đi chỉ giao là chị